Bây giờ xin mời bà con mình nghe bài viết của Nguyễn Văn Lục, Cuộc di cư 1954-1955. Tôi chỉ là một hạt cát trong biển người di cư từ Bắc vào Nam, sắp xỉ 60 năm rồi. Hiểu biết trước đây của tôi về cuộc di cư ấy chỉ là những mảnh trời lãng đãng, nhớ nhớ quên quên qua cuốn cuộc di cư vĩ đại Sài Gòn 1956. Do chính quyền miền Nam xuất bản, sách in khổ lớn với nhiều trang hình ảnh trình bày trang nhã. Nay nhìn lại cuộc di cư ấy, trước hết là sống lại hình ảnh quá khứ như một cái vẫy cánh của con chim đã xa tổ, lìa cành nhìn lại. Sau nữa nhìn lại chiến dịch Operation Passage to Freedom của Hải quân Mỹ để thấy rằng không có chiến dịch này, cuộc di cư của gần 1 triệu người có thể không trọn vẹn, nghĩa là thất bại và để lại nỗi tuyệt vọng cho bao nhiêu người đã không ra đi được. Cũng khó tránh khỏi bùi ngùi nhớ đến những người muốn đi mà không đi được, đành chịu cảnh đọa đày thêm mấy chục năm và nay đã hơn nửa thế kỷ trôi qua. Chiến dịch của Hải quân Hoa Kỳ không chỉ là vấn đề chi phí vật chất giúp người tị nạn di cư vào Nam, mà còn biểu hiện tính nhân đạo. Tính cách này có thể nhận ra dễ dàng qua tấm lòng của thủy thủ các tàu Mỹ, cũng như có thể dễ dàng nhìn thấy từ những người di cư, tinh thần quả cảm phi thường, với một quyết tâm sắt đá, từng gây ngạc nhiên cho thủy thủ đoàn trong các chuyến tàu Mỹ chở người tị nạn. Điều cần nhắc lại là cái quyết tâm của lớp người di cư miền Bắc bằng mọi giá, giá nào cũng trả, để di cư vào Nam. Không có quyết tâm ấy, họ đã không đi được. Quyết tâm ấy còn giúp họ sau này xây dựng tương lai họ và cho con cháu họ. Đó cũng là những gì mà nhiều người Mỹ đã nhắc nhở khi viết về người di cư. Thế giới nhìn thân phận người di cư đã giơ tay cứu vớt và không khỏi không khâm phục họ. Theo phần đông thủy thủ Mỹ, nhiều người di cư đem theo những thứ lỉnh khỉnh không đáng một đồng xu, như một cái chậu, một cái thùng bằng nhựa, một tay nải quần áo cũ. Thủy thủ Majewski trên chiến hạm Menor đã viết thư về cho cha mẹ tả lại hoàn cảnh khốn cùng của những người di cư chân đất bước lên tàu, không mang theo một thứ gì. Trong khi đó, trên chiến hạm General House, có những thương gia người Tàu giàu có đem theo tới 200 tấn kiện hàng đủ loại. Ziegler và các bạn ông nhắc lại một cách ngạc nhiên khi thấy những người di cư bọc dáng nhỏ bé bắt những bao gạo 200 pound lên tàu LTS một cách nhẹ tân, trong khi cần hai thủy thủ Mỹ mới có thể bê nổi những bao gạo ấy. Hình ảnh con tàu LST, gọi nôm na là tàu há mồm, dùng để vận chuyển khí cụ, xe cộ, vân vân, rất quen thuộc đối với người tị nạn. Những con tàu vốn chỉ chuyên chở xe tăng, vũ khí hạng nặng, dùng để giết người, nay chở những con người tị nạn. Tất cả số tàu của Hải quân Mỹ tham dự vào chiến dịch là 113 chiếc bằng nhiều chuyến hải trình Hà Nội, Hải Phòng, Sài Gòn. Dù chỉ là chiếc tàu nhỏ, bình thường chở được 170 người, tối đa 700 người, nhưng trường hợp khẩn cấp, tàu LST có thể chở cả 1.000 người di cư. Các tàu LST cập bến dễ dàng để vớt người tị nạn, sau đó có thể chở ra các tàu lớn, đó là những chiếc LST 526, 803, 825, 840, vân vân. Nhiều người hẳn còn nhớ tên những chiếc tàu LST thân yêu này. Tàu há mồm LST đã trở thành biểu tượng cho những con tàu chở người di cư. Những người di cư đều quyết tâm mới đi được nên đã có lời ví với cuộc bỏ phiếu bằng đôi chân. Gần 2 triệu đôi chân đã bỏ phiếu như thế. Đó là những đôi chân trần chưa hề biết xỏ vào giày dép. Đôi chân của những dân quê nghèo nàn cơ cực. Không chỉ người Thiên Chúa giáo di cư, mà có đủ loại người, đủ thành phần xã hội. Hơn 10.000 người nùng ở Hòn Gai di cư dưới quyền đại tá Sung,
2.340 người nồng gốc Tàu vào Nam ngày 2 tháng 9 trên tàu Montrose. Chuyến tàu Belga chở các ngư dân và gia đình họ, mang theo cả dụng cụ đánh cá. Đặc biệt hơn cả, có những gia đình và có khi cả một làng ở các vùng do Việt Minh kiểm soát như Vinh, Nghệ An, tìm cách trốn thoát khỏi sự kiểm soát của Cộng sản. Những người di cư ở Vinh đã trải qua bao gian nan khốn khó mới tìm được con đường đi đến tự do. Sau này họ định cư trong khu vực Bình Giã, Bà Rịa và cuối cùng 1964 đầu 1965 một lần nữa lại phải đối đầu với Việt Cộng như trong trận chiến nổi tiếng Bình Giã. Trên chiến hạm Telfair của Hải quân Mỹ, chuyến thứ tư chở người vào Nam ngày 19 tháng 8, đã có hai người di cư chết vì sốt rét và quá kiệt sức, nhưng bù lại có hai trẻ sơ sinh ra đời. Căn bệnh sốt rét và sự ốm yếu chung đã gây nên chết chóc cho nhiều người. Người ta nhận thấy tình trạng cơ thể của người Việt Nam khi họ lên những chiếc tàu Mỹ thường là tuyệt vọng. Nhiều người Việt Nam đã phải đi những đoạn đường rất dài để đến trung tâm tiếp cư, thường là nguy hiểm cho chính bản thân họ và ít khi tránh khỏi gian khổ. Tính đến cuối năm 1954, đã có 54 người chết trên tàu Mỹ, bù lại có 111 trẻ sơ sinh chào đời trên các chiến hạm Mỹ. Tính chung, suốt cuộc di cư có 66 người chết trên biển vì nhiều nguyên do. Đồng thời có 184 trẻ ra đời trên các tàu chiến, nhưng còn bao nhiêu người bỏ xác trên biển, trên những bè mảng ghép vội vàng để đi tìm tự do. Tình trạng đó cho thấy người di cư đã phải trả giá kinh hoàng cho hành trình chạy trốn Cộng sản. Họ đều có quyết tâm phi thường từ bỏ tất cả, chỉ để mưu cầu một cuộc sống tự do, không có lời biện minh nào hùng hồn, xác tín và rõ ràng hơn được. Có thể đó là đôi chân của một ông già trên 60 tuổi, râu tóc đã bạc, mà chính ra chỉ còn đủ thời giờ để nghĩ tới chuyện đời sau. Qua ống kính của William J. Park trên tàu USS Kearsarge, cụ đang ngồi nghỉ mệt và người ta hỏi, sao cụ lại bỏ xứ ra đi? Cụ đã có sẵn câu trả lời. Hay hình ảnh một bà cụ cõng cháu di cư, mang tương lai tuổi trẻ lên đường. Hay câu chuyện về những trẻ em Việt Nam thưởng thức món quà tự do, đó là những chiếc kẹo Mỹ mà lần đầu tiên trong đời các em được ăn. Henry Đỗ, một trong những đứa trẻ đã nhận ăn cái kẹo do người thủy thủ Mỹ cho năm 1954, viết lại như sau. Tôi không thể quên được giây phút đầu tiên tôi bước lên một chiếc tàu Mỹ để đi đến miền Nam Việt Nam. Người thủy thủ đưa cho tôi cái kẹo. Lúc ấy tôi không nói được câu cảm ơn bằng tiếng Anh. Ôi trời ơi, ngon thật là ngon. Cái kẹo ngon nhất thế giới. 21 năm sau, cái giây phút dễ thương là khi tôi lại trông thấy kẹo ở đất Mỹ. Tôi có thể ăn kẹo bất cứ lúc nào tôi muốn. Nhưng tôi không ăn nhiều kẹo đâu. Tôi ăn kẹo chỉ do muốn nhớ đến người thủy thủ và chiếc tàu đã đưa tôi và gia đình đến vùng đất tự do. Câu chuyện cảm động đã được ghi lại trên tàu General Brewster của Hải quân Hoa Kỳ trong chuyến chót chở người di cư. Một người cha và đứa con gái phải ra đi vì người mẹ muốn ở lại Hà Nội. Họ đành chia tay. Đó có thể là biểu tượng thảm cảnh chia lìa của nhiều gia đình di cư khác. Có những cuộc chia lìa bà con, anh em họ hàng, làng nước, đành đoạn bỏ đi thôi, nào ai muốn thấy đâu. Dù sao cuộc chia lìa 1954, người miền Bắc di cư chỉ mất nhà, mất cửa. 1975, kẻ ra đi là kẻ mất nước. Nhưng có lẽ đẹp và ý nghĩa hơn cả là câu chuyện do anh thủy thủ Mỹ John Ruotsala trên chiến hạm Montrose kể lại. Khi bước lên tàu, người di cư phải chịu xịt thuốc DDT để diệt trừ cháy rận. Mỹ chở sang 6 tấn DDT bột dùng trong công tác này. Nhiều người di cư hoảng sợ vì phải cởi quần áo, nhất là phụ nữ,
trong đó có trường hợp một bé gái khoảng 9 tuổi, bé đứa em cỡ 3 tuổi, chẳng may thủy thủ Mỹ xịt thuốc vào mắt đứa em 3 tuổi, nó khóc, chị nó bình tĩnh dỗ dành và lau mắt cho em. Sau đó như không có chuyện gì xảy ra, chị nó ôm em bước lên thang để lên tàu. Câu chuyện thật bình thường, nhưng lại là một hình ảnh đẹp trong cuộc di cư này. Hình ảnh cho thấy tình đùm bọc của gia đình Việt Nam, cho thấy tình chị em, tình người, tình liên đới nhân loại vượt lên trên mọi dấu ấn chính trị, vốn đè nặng tâm trí người tị nạn. Hình ảnh đó làm thủy thủ đoàn cảm động, và cũng biểu hiện tính nhân đạo cùng tình người của cuộc di cư, đó là một khía cạnh đặc biệt đã bị quên lãng. Những thủy thủ trên các chiến hạm Mỹ có quyền hãnh diện về điều này, điều mà cô Annie Peterson phục vụ trên tàu Consolation đã nói thay cho tâm tình của họ. Chúng tôi thật sự đau buồn vì đã không thể làm được gì để giúp cho họ. Qua cuộc di cư này, cần ghi nhận rất nhiều thiện chí và những tấm lòng bên cạnh các con tàu của Hải quân Mỹ. Đoàn lũ người di cư từ khắp nơi trên miền Bắc và một phần miền Trung, trẻ già lớn bé, mà phần lớn là trẻ con được bồng bế gồng gánh ra đi như thế, ra đi để tìm ra con đường sống ý nghĩa, có tự do cho tương lai của họ. Tiếp nối là việc tái định cư lập nghiệp và hình ảnh những trại định cư ra đời. Trên bản đồ miền Nam Việt Nam khởi hiện những địa danh mới, địa chỉ mới như Sa Kiệm, Hấu Nai, Củ Chi, Phước Lý, sau này là Trạch Giá với các kênh 1, 2, 3, 4, 5. Hấu Nai đi hàng đầu với 26.912 người ở giai đoạn đầu. Sau này số người đến Hấu Nai là trên 40.000 và dữ liệu ban đầu chỉ là 10.000. Gia Kiệm với 10.107, Củ Chi 4.196 và không thể quên xóm mới 8.606 người. Có những nơi ít đến không hiểu được như Đức Hòa Chợ Lớn với 90 người, Chợ Gõ với 50 người, Cây Cọ chỉ có 32 người. Tỉnh đứng đầu trong việc dữ liệu đón tiếp đông đảo người tị nạn là Xuân Lộc với 200.000, Biên Hòa 100.000. Trong số người mới di cư có 60% là nông dân, 10% là dân chài, còn lại trải đều cho công chức, sinh viên, thợ thuyền và người buôn bán. Những người dân nghèo, 60% ít học, tưởng phải đi theo Việt Minh, lại là thành phần đông đảo sợ hãi cộng sản nhất và đi nhiều nhất, đi rất đông, đi cả nhà, đi cả làng. Không phải một làng mà nhiều làng. 25.000 người trong cùng khu vực không hẹn mà cùng nhau bỏ ra đi. Bài học ra đi ấy nhắc nhở nhiều điều, nhưng điểm chính là cho thấy con người không thể sống yên ổn và tử tế với cộng sản được, phải ra đi thôi. Bài học đó còn được nhắc lại một lần nữa vào năm 1975, nhưng xem ra người cộng sản vẫn chưa thuộc hay không muốn học vì cái bệnh vĩ cùng đã che mờ tất cả. Và có thể mường tượng gần 1 triệu người di cư miền Bắc thì nay là bao nhiêu người, họ ra sao bây giờ, họ là những ai? Lịch sử một đời người và lịch sử cả một dân tộc qua cuộc di cư này đánh dấu những thời kỳ đen tối nhất của dân tộc dưới gọng kìm cộng sản, đen tối hơn cả thời kỳ thuộc địa 100 năm Pháp thuộc, bị đè nén và sợ hãi hơn 1.000 năm tàu đô hộ, nói ra mà hổ thẹn. Nhân chứng cho những thời kỳ đen tối của lịch sử đất nước với con người Việt Nam của 1955 và 1975 vẫn còn cả vài triệu. Không gì tức tối bực bội hơn cho chính quyền cộng sản là chiến thắng rồi, đuổi được thực dân Pháp ra đi. Vậy mà gần 1 triệu người dân lại ùng ùng kéo nhau bỏ chạy cộng sản, gần 1/10 dân số toàn miền Bắc. Miền Bắc thuở đó gồm 12 triệu người, chiếm 60.900 dặm vuông, và miền Nam 11 triệu người, chiếm 66.300 dặm vuông. Những người dân trong vùng do Việt Minh kiểm soát từ 1946 như Vinh, Nghệ Tĩnh càng lo bỏ chạy bán sống bán chết. Cộng sản phải hiểu tại sao chứ,
Họ đã làm gì để hàng triệu người phải trốn chạy? Phải có một câu trả lời chứ. Nhưng họ cố tình không cần biết điều ấy và tìm cách bôi nhọ hình ảnh cuộc di cư 1954-1955. Cộng sản Hà Nội đã cho xuất bản cuốn sách Sự thật về vấn đề di cư ở Việt Nam. Đó là sự thật của họ, không phải sự thật của người di cư. Cuốn sách này không mấy ai còn giữ, nhưng đã được luồn sang Pháp. Sau này cuốn sách được ông linh mục cũng là giáo sư Trần Tam Tỉnh, dạy ở tỉnh bang Quebec, Canada, dùng làm tài liệu viết một cuốn sách bôi bác tồi tệ về cuộc di cư. Vương Đình Bích, một linh mục theo Cộng sản chuyển ngữ ra tiếng Việt, đổi nhan đề thành Thập giá và lưỡi gươm. Sự tùy tiện của Vương Đình Bích còn thấy ở cuối sách. Ông bỏ và thêm bài phát biểu của Nguyễn Quang Huy, trưởng ban tôn giáo chính phủ Hà Nội trước hội nghị Hội đồng Giám mục Việt Nam tháng 3 năm 88 về vấn đề phong thánh chẳng ăn nhập gì với cuốn sách, đồng thời in bức thư chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam 1986. Phần Trần Tam Tỉnh trong lời nói đầu đã viết, cuốn sách này được viết ra do một trong những đứa con trung thành của Giáo hội Thiên Chúa giáo Việt Nam, không có tham vọng nào khác ngoài việc trình bày sự thật lịch sử. Căn cứ vào cuốn sách, chúng ta thử tìm xem thứ lịch sử mà ông Trần Tam Tỉnh đưa ra khác biệt ra sao với thứ lịch sử theo tài liệu của Cộng sản Hà Nội trong cuốn Sự thật về vấn đề di cư ở Việt Nam. Và đây là những sự thật dưới mắt Hà Nội. Có những tin đồn rằng quân Mỹ sẽ ném bom nguyên tử tiêu diệt miền Bắc. Đức Mẹ được giao chức năng chính trị là để giải thoát những kẻ tôn sùng Ngài. Chúa Kitô đã đi vào Nam. Đức Mẹ đã rời bỏ Bắc Việt. Lời một nhân chứng, tôi không cầm nổi nước mắt, họng tôi nghẹn ngào. Trí óc ghi sâu bức tranh thảm cảnh di cư đó của những con người vô tội, bị giật lôi ra khỏi nơi chôn nhau cắt rốn, rồi bị bốc lên xe, chở đi và bị đối xử chẳng khác những súc vật người ta chở tới lò mổ. Một bầu không khí rất nặng nề, còn những người ở lại thì nín bặt không dám nói ra, vì chắc là sợ bị trả thù bởi những tay bạo chúa tổ chức di cư. Một tổ chức phá hoại có hệ thống tại Hà Nội trước khi quân Pháp rút đi, chẳng hạn sẽ làm hỏng kho dầu xe buýt, phá hư các máy móc và đặt mìn đánh sập chùa Một Cột, ngôi chùa đầy giá trị lịch sử và tôn giáo có từ hàng trăm năm. Giám mục Phát Diệm Lê Hữu Từ thì nhảy lên chiếc cano cuối cùng của quân Pháp đang rời cảng, bỏ quân lính của ông tại chỗ. Một vài tên thấy giám mục mình hành động hèn nhát như thế, bèn nổi giận đến nỗi lấy lựu đạn ném theo. Bị các linh mục lôi kéo vào cuộc mạo hiểm nhục nhã và bi đát này, họ cảm thấy mình bị bỏ rơi do sự phản bội của quân Pháp. Đức Mẹ hiện ra. Một linh mục đã dàn dựng mặc áo Đức Mẹ cho một thiếu niên và cho em đứng vào sau bàn thờ Đức Mẹ Fatima trước mấy cây nến lung linh. Một vài nhà đạo đức coi đó là Đức Mẹ hiện ra, nói với họ một giọng dịu dàng nhưng minh bạch rằng phải từ bỏ đất cộng sản với bất cứ giá nào mà tìm lánh sang vùng đất tự do. Đức Mẹ sắp bỏ miền Bắc. Những sự thật này hiện còn được nhóm Giao Điểm ở hải ngoại nêu lên trên báo chí, bên cạnh đó là các tin đồn do Việt Minh tung ra mà thủy thủ Mỹ thu lượm qua lời kể lại của những người di cư lúc lên tàu như sau. Người Mỹ cắt tay trẻ sơ sinh và quẳng đàn bà xuống biển, còn đàn ông bị bắt đi làm phu cạo mũ tại các đồng điền cao su. Tàu há mồm ra đến biển thì há mồm ra, xu người ta xuống biển. Với đủ loại áp lực và lối tuyên truyền xảo trá, tạo ra một cơn hốt hoảng tinh thần nơi dân chúng Công giáo. Giữa cảnh hoảng loạn mạnh ai nấy chạy, từng toán xe tải nhà binh tiến vào các làng, để bốc hốt đi thật nhanh, kể cả dùng bạo lực cưỡng ép dân chúng. Cùng với những luận điệu lung lạc tinh thần mọi người, chính quyền Hà Nội còn dùng chiêu bài tôn giáo bằng cách nhờ cậy phái đoàn tôn giáo Ba Lan thuyết phục giới lãnh đạo Thiên Chúa giáo miền Bắc theo gương Ba Lan sống đạo trong lòng thế giới cộng sản. Cô Trần Thị Liên ở bên Pháp có phổ biến một tập tài liệu của phái đoàn tôn giáo Ba Lan vào năm 1954,
Tài liệu có tựa đề Vấn đề Công giáo miền Bắc Việt Nam qua tư liệu lưu trữ Ba Lan 54-56 phổ biến trên thời đại mới 64 tháng 3 2005. Phái đoàn tôn giáo Ba Lan sang Việt Nam do lời mời của chính phủ Hồ Chí Minh để cố vấn các vấn đề liên quan đến tôn giáo, trong đó có nhiệm vụ khuyến cáo các địa phận công giáo nên ở lại và hợp tác với chính quyền cộng sản như ở Ba Lan. Báo cáo số 243/10/55 của Đại sứ Jerry Guzinski gửi Bộ Ngoại giao Warsaw đã diễn tả số phận một số giáo dân di cư vào Nam như sau. Thất vọng vì không được cấp phát ruộng đất và trâu cày như chính quyền Bảo Đại đã hứa hẹn, họ yêu cầu được trở lại miền Bắc. Tài liệu của phái đoàn Ba Lan còn nhắc vào thời gian 45-47, có sự liên minh hợp tác giữa người Thiên Chúa giáo và Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh có cả một chính sách công giáo vận mà tài liệu còn giữ tại thư khố quân đội ở Vincennes bên Pháp. Khi thành lập chính phủ, ông Hồ chọn Nguyễn Mạnh Hà, một trí thức ở Pháp, về làm bộ trưởng kinh tế. Trong phái đoàn dự hội nghị Fountain, ông Hồ đề cử Nguyễn Đệ tham gia phái đoàn. Ông Đệ có nhiều liên hệ tốt với Pháp và giới ngân hàng Đông Dương. Tháng 10 năm 1945, trong buổi lễ tấn phong giám mục Lê Hữu Từ, có buổi lễ thành lập Liên đoàn Công giáo. Liên đoàn Công giáo không nằm trong hệ thống liên đoàn của Việt Minh. Dịp này có phái đoàn cao cấp chính phủ gồm Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp về dự, đồng thời cũng cử tân giám mục Lê Hữu Từ làm cố vấn tối cao của chính phủ Hồ Chí Minh. Chính sách công giáo vận đạt được điều gì cụ thể? Ung Văn Khiêm đã nghiêm cấm mọi hành động phẫn nộ hay khiêu khích với người Thiên Chúa giáo, còn Hồ Chí Minh ra lệnh không giới nghiêm trong đêm mừng lễ Giáng sinh vân vân. Thật ra, chính sách tôn giáo đó chỉ là bề mặt của một chủ trương chiến lược, bởi người Thiên Chúa giáo vẫn là đối tượng bị nghi ngờ số một. Và đến năm 1950, mối liên hệ tốt đẹp giữa hai bên kể như chấm dứt, khu tự trị phát diệm dần dần trở thành một tiền đồn chống cộng sản. Không lạ gì, khi có cuộc di cư, khu Bùi Chu phát diệm có tỷ số người di cư cao nhất trên toàn miền Bắc, khoảng 50% dân theo đạo Thiên Chúa. Việt Minh và cả Pháp đều không tiên liệu số người di cư lên cao đến thế. Tài liệu của phái đoàn tôn giáo Ba Lan đã cắt nghĩa tại sao có số đông người di cư, đồng thời cố bóp méo một số sự việc. Theo họ, yếu tố chính thúc đẩy người ta di cư là vấn đề tôn giáo và vấn đề kinh tế. Yếu tố tôn giáo được xếp lên hàng đầu trong bản báo cáo của Đại sứ Ba Lan. Ông viết, vấn đề di cư của người Công giáo vẫn tiếp tục, số lượng người Thiên Chúa giáo bỏ nhà cửa đi quá đông. Một chiếc tàu Ba Lan, chiếc tàu duy nhất bên phe Cộng sản vào Nam chở bộ đội Việt Minh và gia đình họ ra Bắc, nhân đó nhận trợ giúp đồng bào di cư Thiên Chúa giáo vào Nam. Hiện nay, tàu Kilinski của ta phải lo chuyển giáo dân vào Nam, cho đến ngày 18 tháng 5, có sẽ phải chở 10.000 người. Đang có tin đồn, người Pháp muốn đề nghị kéo dài thời hạn 300 ngày cho dân chúng có thể chuyển vùng. Đại sứ Piatka xác nhận, chính phủ ta đồng ý để cho tàu Kilinski chở 5.400 giáo dân từ Bắc vào Nam, trong tinh thần bắt tay người Thiên Chúa giáo. Về số giáo dân di cư vào Nam, được ước lượng vào khoảng 300.000 người. Số người có đạo di cư tuy đông, nhưng tôn giáo không hẳn là yếu tố quyết định duy nhất. Yếu tố thứ hai là kinh tế suy sụp với sự đe dọa của nạn đói. Trong bản báo cáo tháng 2, Đại sứ Pierre viết, thị trường cần cung cấp thêm lúa gạo và các nông sản khác đang bị thiếu hụt nghiêm trọng, cần phải ngăn ngừa nạn đói có thể xảy ra. Ở khu 4 là nơi hội đủ những triệu chứng như hạn hán, ruộng đất bị bỏ hoang. Nếu Việt Nam không nhận được viện trợ to lớn về lúa gạo, thì tình hình sẽ nguy ngập và cuộc bầu cử sẽ hết sức bấp bênh. Bản báo cáo tháng 3 lặp lại, một trong những khó khăn nhất mà các đồng chí của chúng ta gặp phải là nguy cơ xảy ra nạn đói. Hiện nay viện trợ của Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc đã tới nơi, nhưng không đủ đáp ứng nhu cầu.
Vụ mùa tháng năm không khả quan vì hạn hán kéo dài. May thay, nhờ có viện trợ Trung Quốc nên tháng 5 năm 1955, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã tránh được nạn đói. Cuối tháng 4, tình hình được cải thiện một chút nhờ gạo gà và khoai lang gửi từ Trung Quốc sang tới nơi. Báo cáo này giúp ra hiểu rằng, Việt Minh khi vào Hà Nội đã nhận một mảnh đất trống, chỉ còn lại vỏ lon bia và thùng cạc tông rỗng có nhãn hiệu Made in US, như nhận xét của bác sĩ T. Donnelly, bởi tất cả những gì có thể dùng được thì người Pháp qua tàu Mỹ đã chở hết vào miền Nam. Các gia đình phía quân đội quốc gia khi di cư vào Nam được phép đem theo cả giường, tủ, bàn, ghế, khảm xà cừ, sập gù, tủ chè, vân vân. Một người kể lại khi di cư vào Nam, gia đình anh ta đã mang theo chiếc đồng hồ quả lắc coi như tài sản quý giá nhất, thêm hai tấm phản dày. Cho đến bây giờ đồng hồ vẫn chạy, dù chạy chậm vì đã già. Còn hai tấm phản thì nay cụ bà đã 92 tuổi, vẫn nhất định nằm trên đó, nhưng chập đôi lại. Năm 1975, Cộng sản may mắn không gặp hoàn cảnh 54, và họ đã như một thứ cốt cạn, nuốt trọn gói không trừ thứ gì, vì Mỹ quá sai lầm trong cơn tháo chạy. Tại miền Bắc thời 54, những trang bị cơ sở kỹ nghệ tiêu biểu như nhà máy xi măng Hải Phòng, hãng thủy tinh Đài Phát thanh Radio Hà Nội, trang thiết bị cơ sở mỏ Hòn Gai, nhà máy dệt Nam Định, người Pháp đã tháo gỡ mọi thứ gì có thể tháo gỡ, còn không tháo gỡ được thì bỏ lại trong tình trạng bất khả dụng. Vì thế, giả dụ không có viện trợ cấp thời của Trung Cộng, thì dân chúng miền Bắc sẽ ra sao? Nhận định trên của Phái đoàn Thiên Chúa Giáo Ba Lan về việc người di cư vẫn thiếu sót và thiếu một điều không thể thiếu, sở dĩ người di cư đông đảo, là vì dân chúng sợ và trốn tránh Cộng sản. Về yếu tố tôn giáo, nếu chỉ nhắm vào Thiên Chúa Giáo thì thiếu sót, nhưng nếu hiểu tôn giáo là mọi đạo thì hoàn toàn đúng. Vì có khoảng 500.000 người là đạo Phật, đạo Tin Lành và đạo nào cũng có, trong khi vấn đề cũng không hẳn là do nạn đói kém sắp tới thúc đẩy. Tất cả người di cư ra đi trước sau chỉ vì chọn tự do, hay cụ thể hơn, vì không chấp nhận Cộng sản. Đó là lý do chính yếu, sợ mà đi, sợ mà trốn, thù ghét mà bỏ vào Nam, cho nên dù giàu hay nghèo, dù thuộc tôn giáo nào, trẻ già lớn bé đều cuốn gói vào Nam. Làm sao giải thích nổi trường hợp một người què cả hai chân, lại từ chối không để hải quân Mỹ bế ông lên tàu chiến, ông đã bò lên tàu bằng hai tay, tay có hai đôi dép làm giày, trước các quân nhân Mỹ đứng khoanh tay nhìn. Một người khuyết tật chỉ cần một người thôi, đã cương quyết ra đi như thế đã quá đủ, để nói lên một thực tế là không có vấn đề thúc ép di cư, không ai ép một người như thế phải di cư được, nếu chính họ không muốn. Di cư là hình thức tự nguyện cao nhất để tìm tự do, cũng vì thế, Phái đoàn Ba Lan phải thừa nhận thất bại của họ ở cuối bản báo cáo. Để phản ứng lại chuyến đi thăm của phái đoàn, một chiến dịch tuyên truyền chống Ba Lan đã được đẩy mạnh trong giới Công giáo Việt Nam. Cụ thể là những sự việc được phái đoàn ghi lại. Giám mục Trịnh Như Khuê đã treo chén hai linh mục trong Ủy ban Toàn quốc, những người Công giáo yêu nước tổ chức, yêu hòa bình, do linh mục Vũ Xuân Kỷ làm chủ tịch. Giới chức Công giáo tỏ ra lạnh nhạt nếu không nói là thù nghịch với phái đoàn Ba Lan như các vị giám mục Trịnh Như Khuê ở Hà Nội, giám mục Trần Hữu Đức ở Vinh, linh mục Tân đại diện ở Thanh Hóa, linh mục Liêm đại diện ở Phát Diệm, linh mục Hiệp đại diện ở Hải Phòng. Đặc biệt về giám mục Trịnh Như Khuê, Hà Nội phái đoàn báo cáo, giám mục đã tỏ thái độ thù nghịch đối với phái đoàn, chỉ cho phép hai linh mục cử hành lễ thánh trong một nhà nguyện đóng kín, không cho phép giáo dân được dự lễ. Đây là một hình thức tẩy chay của Tổng giám mục Trịnh Như Khuê, dùng giáo luật loại trừ hai linh mục Ba Lan. Phái đoàn Ba Lan đánh giá hai giám mục Trịnh Như Khuê và Trần Hữu Đức là phản động, mặc dù hai giám mục này tình nguyện ở lại miền Bắc,
và khuyên giáo dân cũng ở lại như họ. Một chi tiết nhỏ là theo phúc trình của Ba Lan, tàu Ba Lan đã chở 85.000 người ra Bắc so với con số 800.000 người vào Nam. Theo báo cáo, chuyên chở bộ đội Việt Minh trên tàu Kilinski 1954, thì chiếc tàu Ba Lan đã chở 85.000 người từ Nam ra Bắc, 3.500 tấn thiết bị quân sự, 250 tấn đạn dược ra Bắc. Con số 85.000 người do chỉ một chiếc tàu thôi, giả dụ mỗi lần chở tối đa là 5.000 người. Tàu Jen Kilinski phải mất bao nhiêu chuyến hải trình? Chiến hạm Mỹ chở nhiều chuyến nhất và nhiều người nhất là tàu General House, đã chở được 50.000 người di cư vào Nam. Chiếc General House thuộc loại tàu đổ bộ TAP, chuyên chở binh lính, bình thường chở từ 1.200 tới 2.000 binh sĩ, chở quá tải là 3.000 người, trường hợp khẩn cấp có thể chở từ 5 tới 7.000 người. Theo Ramesh Thakur, con số người bỏ miền Nam ra Bắc thật ít ỏi, chỉ có 4.269 người, trong đó Ronald B. Frankum viết như sau: cùng lúc các nhân viên và các thiết bị được chuyển vào Nam, Pháp và Ba Lan đã để hết tâm trí vào việc chuyên chở những người ao ước được đi ra Bắc. Nước Pháp đã phân phối cho Việt Minh độ 10 chiếc tàu để chuyên chở và ước lượng khoảng 16.000 người trên tổng số ước lượng có thể là 150.000 nhân viên đã hoàn tất chuyến đi ra Bắc rồi. Trên những chuyến ra Bắc của tàu Kilinski Ba Lan, người viết có tấm hình bộ đội Bắc Việt chở ra Bắc cả một đàn voi vốn là phương tiện chuyên chở của bộ đội Bắc Việt ở cao nguyên Trung Phần. Pháp cũng nhờ Hải quân Mỹ chở người tập kết ra Bắc, nhưng ngày 15 tháng 8 năm 54, Hải quân Đô đốc Sabine đã từ chối yêu cầu của Pháp chở 18.000 người tập kết. Kể từ đó, Hải quân Mỹ được lệnh từ chối tất cả mọi yêu cầu chở người tập kết ra Bắc. Đó là chưa kể một số không nhỏ người theo Việt Minh, lưỡng lự không muốn rời bỏ miền Nam ra Bắc sinh sống, và một số người được cài lại để phá rối Hiệp định Geneva. Một tài liệu về việc Cộng sản cài người ở lại miền Nam đã viết: cuộc xâm lược từ miền Bắc, hồ sơ về chiến dịch chinh phục miền Nam Việt Nam của Bắc Việt của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, trong phần 5 của tập tài liệu có ghi như sau: khi Việt Nam bị chia đôi, hàng ngàn đảng viên được lựa chọn kỹ càng và được lệnh ở lại tại chỗ miền Nam và gìn giữ gồm máy bí mật của họ cho nguyên vẹn, hầu giúp tăng tiến mục đích của Hà Nội. Vũ khí và đạn dược được tích trữ để sau này được đem dùng, du kích quân trở về với gia đình để chờ lời kêu gọi của đảng. Những kẻ khác trút vào những sào huyệt ở tận rừng sâu, đa số khoảng 90.000 người đi ra Bắc Việt. Như vậy, con số nào là chính xác về số người ra Bắc? Con số 85.000 được chở trên chỉ một chiếc tàu theo thuyền trưởng tàu Ba Lan có tin được không? Vả lại, tàu Kilinski thuộc loại tàu gì? Khả năng chở tối đa bao nhiêu? Đã chở bao nhiêu chuyến? Phần thứ nhất đến đây đã chấm dứt. Xin mời bà con mình nghe tiếp phần thứ hai.